Anh nói gì anh? Nhét sạch sẽ trong bóp, bao nhiêu tiền là anh mua hai ký nghêu nè, để cho mẹ con em ăn nè. Được, đã không? Wow, ngon quá. Thương anh nhỉ? Thì bao nhiêu tiền trong bóp là nhét sạch luôn chứ dịch cột kiểu này đâu còn tiền nữa đâu. Mà không biết làm sao, có nhiều người cỡ tuổi vợ chồng mình mà người ta giàu quá trời. Anh làm hoài, anh nghèo hoài, chả ai hiểu. Người ta làm việc bằng cái đầu thì người ta giàu, còn anh làm bằng tay chân sao anh giàu được? Làm bằng cái đầu hả? Làm bằng cha nội, cha nội đi với cha nội lửa rồi cha giỡn. Anh phải làm bằng cái đầu mới giàu, nãy giờ anh làm bằng cái tay cái chân hàng gì nó nghèo hoài à, phải làm bằng cái đầu chứ. Bó tay cha. Thôi cha cho làm người vô nhà thương bây giờ.